Nay mình lên cái điểm mới này mình đánh thử cả nhà ơi. Đây vẫn là con mé 700 cái UV này cũng không có bự nè. Đó, có ông đại ca đó, ông ra ông ngồi ông ăn rồi kìa. Mũm bỉm không? Ngon không? Ăn bánh mì hay gì đó. Cà lem CT 65 đó các bạn. À, cũng kênh YouTuber đó. Đây chắc mình móc thử cái lỗ này quá. Kệ em đánh thử đây đi, không có tính sao. Nay mình đánh vòng vòng khu này coi, chỗ này không có anh móc chỗ khác. Chỗ này cũng ngay cái miệng cống bọng nè, đây cống bọng xả nước ra vô nè, nó cái ao trên đó đó, rồi đón ngay chỗ miệng bọng coi có xả thức ăn ra vô coi cá có lợi không. Thì sáng như này u ám quá các bạn ơi, ui ui nè, chưa có nắng nè, nó cái lỗ đó mình móc xong rồi đó, cũng thả với mớ thức ăn rồi, thức ăn cũng như mồi cũ thôi, không có mồi mới. Thôi để mình xuống cần coi. Gỉ tực 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 ha. Gỉ tực 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 tực. Ôi gỗ phê. Một em gỗ phê. Gì mà đảo đảo hoài ạ? Vô phi. Ủa phi ú ú. Gì? Có hai con hả? Mày hả bự? Mày hả bự? Đây. Lên. Gục phi. Tiếp tục. Dậy ột ột. Mày hả? Lì 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 cái mày. Ô qua rồi rồi. Quỳ to. Lên. Đó. Đó. Một khi quỳ to đùng luôn á. Quá đã. Quá tìm lại rồi. Quá tìm lại rồi. Vô phi. Lên em. Vô phi. Ú ú mập mập không. Đó. Giật nè. Khuyên này bé quá. Thả các bạn ơi. Giật hoài hả mày? Ủa phi. Dính cái chút xíu các bạn ơi.
đây dính chút xíu mà không mót một chút môi đó. Lôi hoài hả mày, lôi hoài hả. Wow, to cả. Đó, to to không à. Lít dĩa dĩa hả mày, dĩa dĩa nè. Ôi, móc ngoài móc vô, cá gì ăn ngoài ăn vô, ăn ở dưới cái hầu á, à, dính dưới cái hầu này. Lôi 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 ơi, lôi gục phì quá sao to, quá đã mập luôn rồi, mập cho bá luôn rồi. Hết thôi nè tay à, quá ngon. Mày hả bự, ăn ngầm. Ngầm giật lên dính luôn, cái dảnh. Ăn ngầm. Lôi. Rồi con ngoài bự dính cá nhỏ. Nhỏ mà nó mập. À. Đây nè, đây nè, hết biết không, mập ú nè, quay nó lạng 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 à. Ú quay ngon. Mày hả bự, đây ăn cái lưỡi dính vô đây luôn rồi. Đó, gại lưỡi vô đây các bạn ơi. Thôi để mình gỡ rồi, ngon không?
chạy đi, chạy đi. Cứu phi đực. Màu sắc sỡ ha. Đó. Đôi nè. Gà. Lên. Cứu phi đực tiếp tục. Ngon. Lôi nữa nè mày, nó hoài vậy đó rồi. Chụp phê lôi là thú cận. Thành quả được nhiêu đây? Toàn cá to 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 không à? Ồ, quá ngon không? Như đây ăn rất là được 3 ngày à. Thôi mình kết thúc video đây luôn.